Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ hai, ngày 1 tháng 7 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh này nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải 8 thành phố 72, giải 8 Đồng Tháp 65, giải 8 Cà Mau 85, và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay. Thank you.
Giải đặc biệt thành phố 606781, giải đặc biệt Đồng Tháp 647515, giải đặc biệt Cà Mau 260295. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử số số miền Nam lần sau.